Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình đang rất là vui và vinh dự lắp chiếc xe idol của em trai Tuấn các bạn nhá. Đây là đang chuẩn bị lắp cái bóng bi cầu led các bạn nhá. Đó, muốn lắp được bóng bi cầu led của Hyundai HD 500, à đâu, sau đây các bạn Hilo 500 thì các bạn sẽ phải lật cabin lên. Đấy, bóng này là bóng siêu sáng và lắp nó vừa khít luôn, không cần phải chế cháo cũng như không cần phải tác động quá nhiều vào vòng đèn pha, mà lắp là một phát là vừa khít luôn các bạn nhá. Để muốn lắp được bóng này thì anh em nhớ là lật cabin lên cho mình. Đó, đây là bác tài đang lật cabin lên các bạn nhá. Em trai Tuấn là một trong những idol khá là nổi tiếng trên mạng xã hội về chơi xe cũng như là về độ chịu chi của chiếc xe. Em có sở hữu cho mình tầm 3-4 chiếc xe Hyundai X8 rồi Hyundai Hilo, đều full đồ chơi các bạn nhá. Đây, toàn bộ cảnh Tuấn đã ủng hộ mình cũng rất là nhiều các bạn nhá. Hôm nay thì trước khi lắp thì mình sẽ review qua cho mọi người biết. Đây là chiếc đèn pha của Hilo các bạn biết không? Đây, đèn pha Hilo thì thường thường là cái mặt kính này của nó là không được sáng. Thì anh em muốn tăng cường độ sáng thì hôm nay nhà mình đã có cái bóng bi cầu led. Đây, hàng này các bạn nhá, hàng công ty chuẩn luôn. Các bạn nên nhớ hàng này là có hàng fake rồi nhưng mà mình không làm. Mình làm đúng hàng chuẩn thôi, vì sao? Bảo hành nó cao và thứ hai độ sáng nó càng led. Đây các bạn này, đây là bóng bi cầu led các bạn nhá. Bi cầu led. Đấy, lắp phát là vừa khít luôn các bạn nhá, vừa khít luôn. Led các bạn nhá, nó là bi cầu các bạn này. Đấy, nó rất là sáng luôn. Đó. Anh em thấy không? Đây, cái mạch của nó đây. Hộp của mạch của nó đây, như này các bạn nhá. Nó đúng là hàng của nó luôn nhá. Đấy, các bạn chỉ việc đây các bạn sẽ tháo cái lắp đít đằng sau ra các bạn này. Đó, và rút cái bóng ra các bạn nhá. Đó. Các bạn bỏ lắp zin, bóng zin ra cho mình. Các bạn bỏ zin ra cho mình. Đó. Ok cho anh em, chúng ta bỏ bóng zin ra các bạn nhá. Sau khi bỏ bóng zin ra thì các bạn sẽ lắp cái bóng kia vào, các bạn xoay cái đít này ra cho mình này. Đấy, đây nó có cái quạt tản nhiệt đằng sau, các bạn xoay cái đít ra. Đây là đít làm hơi dài ra chung rồi. Đây, đây là lô hàng mới các bạn nhá. Đây là lô hàng mới về các bạn này. Đó. Và đó các bạn bóc ni lông rồi các bạn xoáy lại cho mình cái rắc, chúng xoáy luôn cái rắc. Đấy, đây là cái con ốc các bạn nhá, con ốc này là con ốc tăng chỉnh cao thấp của bóng đèn. Đấy, các bạn có thể chỉnh con ốc cao thấp của bóng đèn để cho độ cao gần lên xuống đấy. Đó các bạn lấy ra thì nó sẽ nằm xuống dưới nhiều hơn. Đó các bạn thấy không, đây mình đang quay ra cảnh các bạn. Đấy, xong đó các bạn cài cái phanh vào cho mình. Đấy, xong các bạn cài phanh vào cho mình nhá. Các bạn cài phanh vào cho mình. Đấy, sau khi cài phanh nó sẽ như này. Đó các bạn thấy không? Đấy, đây chung phải ngồi trong nó cân tay. Đó, sau đó các bạn sẽ xoáy cái quạt tản nhiệt vào. Đấy, lắp vừa khít 100% các bạn nhá, không cần chế cháo hay không cần gọi là tác động vào pha bất kỳ một cái gì cả. Mà đây là bóng nguyên bản lắp vừa Hilo luôn. Toàn bộ dòng Hilo 500 đời cao nhất đến bây giờ 2021. Đấy. Các bạn vén nó ra nhìn được cái trụ tròn của nó, các bạn để xoáy vào. Đấy, ok chưa các bạn? Đây là cái quạt tản nhiệt các bạn nhé, các bạn có thể tháo ra lắp vào. Đấy, các bạn sẽ tháo nó ra như này. Đó, nó bị vướng cái dây. Đấy. Các bạn vén cái dây làm sao cho nó không vướng vào tay ấy, để các bạn có thể xoáy nó nhẹ nhàng hơn. Các bạn có thể vén nó ra. Vén nó ra như này các bạn này. Đó các bạn thấy không? Đấy, các bạn xoáy nó cân. Đó, sau khi nó bám răng vào thì các bạn sẽ xoáy nó vào. Chung ngồi ở trong thì nó có lực. Không được, không được, kiểu đấy không được. Kiểu đấy sao cháu cài phanh được. Cài phanh trước đi, vẫn phải cài phanh trước. Rút bóng ra xoáy vào là sao cài phanh được. Đấy. Đây đây đây, ngồi ở xuống chung, ngồi vào trong ấy. Lấy cái bạt cái ngồi vào trong rồi. Đấy, ngồi như thế nó có lực. Các bạn tại sao mình bảo ngồi, các bạn ngồi ở trong, ngồi ở trong này nó có lực các bạn ạ. Nó có cái lực cân tay thì các bạn mới xoáy được, còn nếu các bạn để chéo tay nó sẽ hơi khó xoáy cái quạt tản gió này. Đó các bạn thấy không? Đấy. Đấy các bạn sẽ xoáy nó vào như này. Đó các bạn thấy không? Các bạn ngồi vào trong như này nhá. Nó sẽ có lực để các bạn xoáy cân tay, còn nếu các bạn ngồi ngoài chéo tay nó sẽ khó vào gen. Đấy các bạn thấy không? Vào khít luôn này. Đó, ok chưa? Sau khi vào xong thì các bạn xoáy lại cho mình cái này này. Cái này nhà sản xuất người ta hay để ra ngoài là các bạn xoáy lại cho mình cái rắc này. Các bạn cắm rắc là vừa zin luôn. Đó, thế là xong nha các bạn nhá. Đấy, sau khi các bạn gì xong các bạn xoáy cho mình cái này vào. Đấy, xoáy cái rắc điện thế xong các bạn cắm vào cái ba chân. Cắm rắc ba chân. Đó các bạn thấy không? Ok. Sau đó chúng ta nhét toàn bộ cái mạch điện vào bên trong cái lõi đèn pha của các bạn.
Đấy, sau đó các bạn đậy lại cái lắp này là xong. Đó, thế là xong nhá các bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Đấy, hàng này là vừa zin 100% các bạn nhá, toàn bộ dòng Hilo 500 trên thị trường Việt Nam hiện tại đó các bạn thấy không? Thế là xong. Đấy, giờ mình sẽ lắp nốt cái bên lái cho em trai nhá các bạn nhá. Bên lái cũng giống như bên phụ thôi. Các bạn nhớ là tháo đèn pha trước khi lắp. Đấy, đây là bóng zin này các bạn này. Đó, con bóng zin của nó như này đây. Các bạn tháo ra thì lắp con này vào là xong. Rất đơn giản. Đấy, bên này thì mình sẽ cầm cho các bạn xem tiếp theo nhá. Đấy, giờ tí mình sẽ test cho các bạn xem ánh sáng. Đó, các bạn thấy không? Vòng này rất là sáng luôn. Đấy, bên lái cũng vậy thôi. Chúng ta cũng làm giống như bên phụ các bạn nhá. Đấy, thì chúng ta cũng lắp giống như bên phụ thôi các bạn. Các bạn cũng lại tháo cho mình cái đít bóng ra trước, tháo cho mình cái quạt tản nhiệt ra trước. Đó, các bạn thấy không? Và nó có con ốc bé bé ở cái ba chân, thì cái con ốc đấy là con ốc tăng chỉnh cao thấp của bóng đèn các bạn nhá. Đấy, khi nào các bạn muốn cao thấp các bạn có thể xoáy cái quả tản nhiệt ra, các bạn cầm tua vít các bạn xoáy. Đó các bạn thấy không? Đấy, đó, rất là đơn giản luôn. Con ốc bé bé đây các bạn này, con ốc này là con ốc tăng chỉnh cao thấp nhá. Đấy, con ốc bé bé đấy, cao thấp của bóng đèn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, ok, các bạn lời nó ra thì cho thấp xuống. Đấy, anh em lại cài cái xanh vào như cũ. Đấy, các bạn cài xanh vào như cũ. Đó, các bạn xài cái đít nó vào. Các bạn xài cái đít nó vào như này. Đấy, các bạn thấy không? Bên lái chúng ta thuận tay hơn thì chúng ta không phải chui. Còn bên phụ thì chúng ta sẽ bị chéo tay, chúng ta chui vào trong cái cân. Các bạn nhớ là tháo quạt tản nhiệt ra nhé, để chúng ta lắp được cái bóng nó cài phanh được dễ hơn. Đấy, vừa fit luôn. Đó, vừa fit luôn các bạn nhé, không cần chế cháo gì. Đấy, sau khi đi xong thì chúng ta lại xoáy lại cái giắc điện vào các bạn. Đấy, xong chúng ta cắm lại cái ba giắc vào. Đấy, cắm ba giắc vào với nhau. Đó, sau khi cắm xong thì chúng ta lại cho nó vào toàn bộ bên trong. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nhét bên trong cho nó gọn. Sau khi nhét xong thì chúng ta đậy lắp lại như cũ là xong các bạn. Rất đơn giản luôn. Như cũ, thế là xong, ok. Em trai bật thử đi. Đấy, thế là xong nha các bạn nhá. Thế là cuối cùng mình đã lắp cho em trai xong cái đôi bóng đèn pha bi cầu LED siêu sáng cho chiếc xe Hilo 2021 của em trai Tuấn, được full đồ chơi. Đấy, ở họ thì mình đã có rất là nhiều video về quá trình Tuấn mua ủng hộ đồ chơi này, rồi là quá trình mình review chiếc xe của em này. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ Tuấn bật hộ cho mọi người xem nhá. Ok cho các bạn, 2021 Euro 4 Hilo 500. Rồi bây giờ mình sẽ bật cho mọi người xem toàn cảnh bóng đèn nhé các bạn nhá. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem này các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Ok cho các bạn. LED luôn, bắt sinh. Đó, hiện tại bây giờ đang rơi vào lúc 11 giờ trưa các bạn nhá. Mặt trời thì nó lên rồi và đèn sáng như thế này. Đây các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Ánh sáng buổi ngày rất là sáng luôn. Đó, nhưng mà mình sẽ khuyên Tuấn là mai kia phải lắp lốt cái bóng ở dưới này cho nó thành LED đó, thì nó sẽ cân cái ánh sáng nó không bị phá. Đó, thế là ngon rồi các bạn nhá. Thế là xong. Ok, anh cho bóng vào để cất đi cho nó bị vỡ. Đấy, giờ đang quay toàn cảnh. Thank you em. Thank you Tuấn nhá. Đấy, đang quay toàn cảnh chiếc xe Hilo Euro 4 của em trai, được full đồ chơi các bạn nhá. Full đồ chơi này các bạn này. Đấy, kèn nha các bạn nhá. Thank you em trai nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình theo số điện thoại là 0988 23083 và 09788 23038. Anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức giúp mình nhá. Phụ tùng ô tô Nhật Đức nhá các bạn nhá. Anh em ở trên đường trên cao thì các bạn ủng hộ mình thì các bạn nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức. Nhà mình gọi mũi tên đấy các bạn này. Nhà mình là cái nhà biển màu vàng các bạn nhá. Các bạn đừng nhầm vào cái nhà bên cạnh màu đỏ các bạn nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.